Hi, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Mình là Vinh Kung Fu và hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn. Không phải giới thiệu nữa, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết bài Thần Đồng Quyền trong võ cổ truyền Việt Nam. Như phần 1 chúng ta đã giải quyết một nửa bài và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết phần tiếp theo cho nó xong bài Thần Đồng Quyền, là bài đã quy định cho các em học sinh cấp 1. Mời các bạn đón xem. Chúng ta sẽ vô bài Thần Đồng Quyền luôn. Hôm trước chúng ta đã giải quyết tới cái đoạn này như thế này. Hoàng Phi Hồng đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết đoạn tiếp theo. Tên lời thiệu đó là Đản Tả Đả Tả. Nghe chả hiểu gì đúng không? Đản Tả Đả Tả ha. Đây, các bạn ơi, bạn cứ tập đi. Cái câu đó bạn cứ cố gắng học thuộc đấy rồi từ từ mình giải thích cho. Và một ngày đẹp trời nào đó ha, một ngày không có nắng mình sẽ giải thích cho các bạn Đản Tả Đả Tả là cái gì ha. Rồi, là như thế này. Đoạn tiếp theo này mình sẽ còn nhớ đấy này, khi mà chúng ta tập á thì bạn hô cái số gì cũng được hết, số bao nhiêu cũng được, 1, 2, 3 hay là 4, 5, 6 hoặc là cái gì cũng được, nhưng mà cái câu thiệu thì phải đúng vậy thôi nhá. Rồi mình sẽ đánh tiếp tục đoạn này, Đản Tả Đả Tả là như thế nào nhìn nhá. Tiếp theo đó là bạn bước trên phải lên đinh tấn phải, bước trên phải lên đinh tấn phải được chưa, gạt tay trái, gạt đao tay trái, tay phải rút về hông, được chưa, gạt này, sau đó bạn đấm vòng, đấm lắc này, tay phải đấm lắc vòng vào, tiếp đấm này, đấm rút tay trái về hông này, được chưa, được thấy không? Máy chạy qua đây xíu đi, thằng máy gà mày. Rồi tiếp tục này, gạt qua xong lấy tay này đấm vòng, rồi lấy tay trái đập thẳng xuống, nhớ không? Đó, tiếp tục hai tay gạt ra phía sau, chuyển thành đinh tấn hậu và đấm móc lên, hai tay móc lên, ok chưa? Đó, mình sẽ làm lại cái chỗ này nha, chỗ này nhìn nó như thế này này, sang đây đúng không? Rồi bước lên, gạt một, đấm hai, đập xuống ba, xong quyền bốn, ok, đấm móc lên. Tiếp tục chưa xong đâu, năm này chưa xong câu thiệu đâu. Mình hô số 5, 4 cho nó các bạn dễ hình dung nha. 5 này, đánh chỏ trái. 5 này, dịch cái chỏ trái, cắm vô, rút tay phải về, mở tay ra này. 6, cắm chỏ phải. 7, cắm chỏ trái. 3 cái chỏ, 1, 2 và 3. 8, lật chỏ phải. Này, lật cái chỏ phải, tay trái chặn ở dưới, chỏ phải dịch ngang, được chưa? 8, thu hai tay này, hai tay này xoay ngược này, thu chân thành miêu tấn này, đen chéo tay này, đen vét tay này, đen chéo tay này, quay lưng lại, bước chân trái ra lại thủ giống Hoàng Phi Hồng tiếp này, gạt tay xuống, gạt tay, ok chưa? Đó là đoạn Đản Tả Đả Tả, bạn hình dung lại nha. Đó, nguyên cái đoạn như thế, cái chữ là Đản Tả Đả Tả, bốn chữ mà đánh chắc phải 40 cái, ná thở luôn. Rồi đang từ đây này, Đản Tả Đả Tả nó như thế này, mình đánh lại này, tiếp tục 1, gạt trái, 2, đấm vòng, 3, đập xuống, 4, xong quyệt, 5, chỏ, 6, chỏ, 7, chỏ, 8, chỏ ngang, 9, thu, 10, thủ, ok chưa? Đó, đó là đoạn Đản Tả Đả Tả. Máy chạy qua đây. Đó là đoạn Đản Tả Đả Tả. Qua đoạn tiếp theo, Đản Hữu Đả Hữu. Tả là bên trái, hữu là bên phải, bạn nhớ nhé. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo, đó là Đản Hữu Đả Hữu, là chúng ta đánh y chang như thế nhưng mà ngược bên lại thôi. Đây, đang thủ bên này đúng không? Thủ này, tiếp tục đánh y như thế. Rồi, gạt này, gạt tay phải này, nãy gạt tay trái, giờ gạt tay phải nha. Gạt tay phải, đập tay trái, đập tay trái phải, xong quyền, chỏ phải, chỏ trái, chỏ phải. Này, khi mà chỏ thì cái tay này, tay còn lại bạn thủ như vậy, tay phải như vậy. Và cái chỏ cuối cùng là chỏ gì? Nãy bạn đá là gì? Chỏ lật ngang. Ok không? Đó, y chang bên kia mà ngược lại thôi ha. Chỏ, 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 lật. Ok. Tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ thu rút, được chưa? Này, thu này. Các bạn không có thu rút lại Đản Tả Đả Tả đó, đánh đến mai chứ sao? Không, không, không. Tới là xong rồi nha, chỏ xong là chúng ta xong cái câu thiệu đó là Đản Hữu Đả Hữu, bạn hình dung chưa? Đó,
Cho nên bây giờ mình đánh lại nhanh hơn xíu hai cái đoạn đẻ này. Đây, từ đoạn này. Đẻn tả đã tả. Bước lên. Đẻn hữu đẻ hữu. Đẻn hữu đẻ hữu này. Này nhìn lại nhá. Kẹt đập đập. Đập. Giờ tiếp tục chó. Nhất. Xong, hai câu. Sắp xong rồi, bài này ngắn lắm. Ngắn lắm. Ngắn như dài vậy. Hai clip mới hết rồi đúng không? Rồi, sau khi cái này xong, chúng ta sẽ chuyển qua phi nhất này, phi nhất bộ thần đồng chấp thủ. Bạn nhớ câu thiệu tiếp theo là phi nhất bộ thần đồng chấp thủ. Phi nhất bộ này, thu rút chân trái về chân phải, rút chân trái về bên phải, gạt này. Co chân trái lên hạc tấn, gạt thủ. Phi nhất bộ thần đồng chấp thủ, nhìn nhá, lại này. Câu thiệu tiếp theo này, rút chân trái về, co chân trái lên, gạt tay phải trên, tay trái dưới. Ok, hạc tấn. Rồi bước chân trái xuống, đặt chân trái xuống. Bạn nhớ nhá, đá cao chân phải này. Đá này, thủ này, thủ tay này, đá. Đá mũi chân này, đá ức chân lên phía trước. Bạn nhớ nhá, đá này, đinh tấn này, đá. Đặt xuống, đinh tấn phải. Đinh tấn phải, này thu tay trái phải không, đập thẳng ra. Sau đó gạt này, sau đó gạt này, gạt 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 ngang, xoay thành trung bình tấn ngang, đấm đấm đứng này, đấm đứng giống trong Việt Xuân chúng gọi là nhất tự xung quyền, đấm trong võ cổ truyền không gọi vậy nha, đấm đứng. Rồi sau đó các bạn đưa tay này, đưa tay phải xuống, gạt ngang này, ngang này, thu về chạm vào tấn nhá, chạm vào tấn phải, gạt thủ, thần đồng chấp thủ, thủ tay trái về như thế này, tay phải ngửa lên thua phải không? Bạn hình dung chưa? Mình sẽ đánh lại đoạn này nha. Phi nhất bộ thần đồng chấp thủ là như thế này nha. Đây, rút, đá, đấm, trung bình đấm nghe. Bạn hình dung chưa? Gạt, thần đồng chấp thủ. Ok. Rồi câu cuối cùng trong bài thần đồng quyền, lưỡng biên lập như tiền. Lập như tiền. Tiền là phía là ban đầu ấy, là phía trước ấy, chứ không phải là tiền là cái này nhá. Cục gạch khoai hồng. Rồi. Lưỡng biên lập như tiền, rút chân phải về chân trái, xoay nghịch thuận. Bước chân trái ra trung bình tấn, chém ngang. 1. Sàng sang bên phải, xoay nghịch thuận. Sàng chân sang, đồng thời sàng chân ra, chém. 2. Rút chân phải về một chút, một nửa. Bước chân trái lên chạm mặt tần trái. Hai tay vét chào. 3. Và cuộn lại đứng thẳng lên. 4. Và chào. Chuẩn bị. Đó. Là chúng ta giải quyết xong bài thần đồng quyền. Đó là như thế. Hôm nay bạn nhớ coi clip số 1, rồi các bạn sẽ nối theo cái bài số 2 này. Chúng ta sẽ tạo thành một cái bài hoàn chỉnh để các bạn tập luyện nha. Có gì thắc mắc bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và chúc bạn tập luyện thật là vui. Nhớ đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại.